Những Pokemon mới của bản Legend Arceus thì tôi cũng đã nói qua gần hết rồi. Những con nào tôi chưa nói thì một là vì có mấy con không được thực sự ấn tượng hay có gì đặc sắc, hai là bởi vì một số con trong đó tôi đã phỏng đoán khá kỹ hồi chúng mới được giới thiệu. Và Hisuian Zorua và Zoroark thuộc vào cái diện thứ hai. Thành thực mà nói thì tôi cũng đã phỏng đoán khá chính xác về hai con này. Backstory của Zorua và Zoroark khá là hay. Chúng bị xua đuổi khỏi quê hương bởi vì hay bày trò chọc phá lừa gạt con người. Và khi đến vùng Hisui thì thời tiết khắc nghiệt ở đây đã khiến cho chúng chết dần và trở thành Pokemon hệ ma. Đồng thời chúng càng trở nên thù địch hơn với con người cũng như với các loài Pokemon khác. Hisuian Zorua và Zoroark mang song hệ thường và ma. Chúng có thể miễn nhiễm được đến 3 hệ mà trong đó có 2 hệ lẽ ra sẽ là điểm yếu của nó, đó là ma và giác đấu. Mà như tôi đã nói trước đây, cái combo chiêu thức của ma và giác đấu có thể phủ sóng được tất cả các song hệ. Các Pokemon hệ ma như là Gengar chẳng hạn, chúng nó cực kỳ thích mang theo Focus Blast. Hay là con Ma Shadow, nó có thể đánh được tất cả mọi thứ chỉ bằng hai cái chiêu cùng hệ của nó. Và song hệ thường ma của Hisuian Zoroark là song hệ đầu tiên và duy nhất có thể cản phá hoàn toàn cái combo này. Dĩ nhiên thế chắc chắn vẫn chưa đủ để biến những Pokemon kia thành phế vật hay là gì, nhưng ít ra sẽ ép chúng phải mất thêm một slot cho một chiêu bổ trợ nữa. Ngoài ra thì song hệ thường ma có thể kháng được thêm những Pokemon hệ độc và bọ. Hai cái kháng này thực sự không quan trọng cho lắm, cơ mà dù sao thì kháng và miễn nhiễm tổng cộng 5 hệ cũng không tồi, nhất là khi nó chỉ có một điểm yếu là hệ bóng tối. Thật ra thì còn cả những Pokemon hệ giác đấu mà có đặc tính Scrappy cũng có thể đánh được, hoặc là bị con nào đấy nó trích cho cái ring target, nhưng mà cả hai trường hợp này đều quá ít để đáng bận tâm. Đấy là xét về lý thuyết của song hệ, còn trên thực tế thì Zoroark có sức chịu đòn của một tờ giấy. Nó mỏng manh đến cái mức mà gần như tất cả những Pokemon đã tiến hóa hết cỡ và mẹ của chúng có thể hạ gục nó trong vòng 1 đến 2 hit. Những con nào mà cần trên 2 hit thì không thực sự được dùng để tấn công và chiêu thức của chúng nó bị kháng. Khi mà những đòn tấn công rất đôi thông thường như là Thunderbolt của Rotom có thể ngay lập tức đưa Zoroark lên bảng thì anh em có thể thấy là vụ chỉ có một điểm yếu kia thực sự nó không có nghĩa lý gì cho lắm. Chủ yếu cái đắt léo của Zoroark là tận dụng đặc tính Illusion để biến vẻ bề ngoài của nó thành một Pokemon đồng đội, cố gắng lừa một hai đòn đánh của đối thủ mà nó có thể miễn nhiễm. Có thể là những chiêu rất mạnh như Close Combat hoặc có thể đơn giản là một cái Fake Out. Và khi đối thủ nhận ra thì Zoroark đã thả được một cái Nasty Plot rồi. Tuy nhiên thì trước khi thi đấu, đối thủ có thể biết trước là team của anh em có con Zoroark, cho nên cũng có thể phòng bị trước. Thậm chí biết rằng đấy là con Zoroark của Unova hay là con của Hisui, cho nên sẽ không có cái vụ phân vân xem nên dùng chiêu hệ bóng tối hay là chiêu hệ giác đấu nữa. Anh em cũng chỉ có thể mang một trong hai con Zoroark trong team mà thôi, cho nên trò vui cũng sẽ giảm đi mấy phần. Chí ít thì cái khả năng miễn nhiễm 3 hệ cũng giúp cho Zoroark cực kỳ dễ vào sân khi mà đoán biết được chiêu thức của đối thủ, dễ hơn nhiều so với con Zoroark của vùng Unova. Và một khi đã vào sân rồi thì việc gây sát thương đối với con này là không khó. Chỉ số tấn công đặc biệt và tốc độ của nó đều ở mức khá cao, so sánh tương quan thì chỉ yếu hơn con Gengar một chút xíu. Nhưng bù lại thì có một lượng cung vật lý đủ dùng để gây bất ngờ cho những bức tường thủ đặc biệt như là Blissey. Còn nếu chơi hệ Choice Back thì cũng đủ để quét tất cả mọi vật cản trong vòng 1 đến 2 hit. Cũng ấn tượng lắm chứ không đùa đâu. Song hệ thường và ma về mặt công kích thì không thể gây được sát thương siêu hiệu quả lên nhiều đối thủ bởi vì nó là hệ thường mà. Nhưng cũng chỉ có vài đối thủ thực sự kháng được cái combo chiêu thức này như là chính nó chẳng hạn. Trong trường hợp này thì Zoroark vốn không thiếu chiêu thức hệ bóng tối. Còn trong trường hợp đối mặt với hệ thép bóng tối và đạp bóng tối thì hãy hy vọng là nó cũng sẽ học được Focus Blast như là phiên bản vùng Unova. Nếu được như vậy thì vấn đề công kích của Zoroark sẽ không cần phải lo lắng nữa, thậm chí nó còn không cần phải mang theo chiêu hệ thường làm gì cho nó phí slot ra. Nhưng mà cũng có khả năng là nó không học được đâu. Và một chiêu nữa của Zoroark vùng Unova mà tôi mong muốn con Hisui cũng học được đó là U-turn. Anh em thực sự có thể trêu đùa cảm xúc của đối thủ bằng chiêu này, kiểu như nhảy vào, làm trò con bò một lúc, bị phát hiện chân tướng thì U-turn nhảy ra. Chưa biết hiệu quả ra sao nhưng mà kiểu nghĩ đến thấy nó vui anh em ạ. Chiêu thức độc quyền của Hisuian Zoroark là Bitter Malice, một chiêu rất là thú vị vì mang hiệu ứng mới. Chiêu này có sức tấn công là 60 với 30% khả năng khiến đối thủ bị bỏng lạnh. Bên cạnh đó thì Bitter Malice cũng sẽ gây gấp đôi sát thương lên những đối thủ đang nhiễm trạng thái bất lợi, giống như là Infernal Parade và Barbarish. Bỏng lạnh là hiệu ứng thay thế cho đóng băng trong Pokemon Legend Arceus.
tác dụng như bỏng nhưng sẽ chia đôi công đặc biệt của đối thủ thay vì công vật lý. Đây là một thay đổi được cộng đồng đón nhận rất là tốt, bởi vì hiệu ứng đóng băng trong Pokemon vốn rất là hên xui, không thể trông cậy được, nói thẳng ra là không vui. Cái hiệu ứng bỏng lạnh mới này cũng sẽ giúp đối phó cân bằng hơn giữa hai mảng vật lý và đặc biệt. Bởi vì như anh em biết đấy, những Pokemon chuyên vật lý ở trong Pokemon chúng nó phải đối mặt với rất nhiều vấn đề như là Intimidate này, như là bỏng này, như là sát thương phản lại của các chiêu thức này. Trong khi đấy thì mảng đặc biệt thực sự là không có nhiều cách đối phó ngoài cái Assault Vest. Hy vọng rằng sau này sẽ có một chiêu thức gây bỏng lạnh 100% sẽ khiến cho hệ băng mạnh hơn một chút về mặt phòng thủ. Hoặc là kiểu toàn mấy con hệ khác dùng chứ hệ băng thì vẫn phế. Nhìn chung thì Hisuian Zoroark không phải là một Pokemon yếu. Chỉ là để phát huy được sức mạnh của nó thì cần phải lươn lẹo và khéo léo một tí. Ít nhất tôi cũng có thể đảm bảo được là nó sẽ thể hiện tốt hơn con Zoroark của vùng Unova nhờ có cái song hệ độc đáo là Thường và Ma. Thế còn anh em nghĩ sao về Hisuian Zoroark? Liệu nó có xuất hiện trong đội hình của anh em vào thế hệ game tiếp theo hay không? Hãy chia sẻ cho mọi người dưới phần comment nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm đến cái video ngắn này. Và tôi sẽ gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Peace!